Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Quận ủy Hải Châu về tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận Hải Châu được đánh giá ở mức nguy cơ rất cao. Đặc biệt, một số khu vực xuất hiện nhiều ca lây nhiễm mới như phường Hòa Cường Nam, phường Thạch Thang. Tại cuộc họp, đại diện ngành y tế, lãnh đạo quận và các phường đã thảo luận, đề xuất một số biện pháp cấp bách và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Sau khi nghe các ý kiến đề xuất, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận nỗ lực trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Hải Châu, đồng thời khẳng định việc phát hiện nhiều ca F0 chính là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác truy vết, xét nghiệm, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Tuy nhiên, trước tình hình dịch trên địa bàn quận hiện nay đang ở mức nguy cơ rất cao, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, quận Hải Châu cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, chủ động hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch ngay từ cơ sở. Các lực lượng nòng cốt như là y tế, công an, quân đội, rồi lực lượng ở cấp cơ sở, các đồng chí phải chủ động và linh hoạt trong cái việc tổ chức, cái quá trình tổ chức triển khai. Các đồng chí tinh thần là mình phải chủ động linh hoạt là chính, chứ còn mình chờ có cái hướng dẫn hay là có một cái quy định gì để cho chúng ta làm thì xin thưa các đồng chí là trong cái bối cảnh này là sẽ rất khó. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận Hải Châu cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các phương án, kịch bản cụ thể các công tác phòng chống dịch sau khi kết thúc thời gian thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tin tưởng sự quyết tâm cao độ, tinh thần trách nhiệm và những biện pháp khoa học quyết liệt, quận Hải Châu sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh.